Tuổi trẻ của tôi gắn liền với chiến tranh và đường phố. Cả cái thời thơ ấu của tôi là lang thang vỉa hè, xóm trọ, sống chung với mấy anh em giang hồ bụi đời. Và thậm chí có lần ở chung nhà với mấy chị gái bán hoa đẹp hết chỗ chê. Nhưng chuyện đó dài lắm, tôi hứa sẽ còn kể dài dài trong những lần kế tiếp khác. Hôm nay chỉ nói về tình đầu của tôi thôi. Đó là khi tôi 16 tuổi. Đây là một câu chuyện dựa trên các sự kiện có thật. Tên nhân vật và địa điểm đã được thay đổi. Mọi trùng hợp nếu có đều là ngoài ý muốn của tác giả. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn. Năm 1900 hồi đó, tôi chính thức bỏ nhà đi bụi vào một ngày đẹp trời. Hôm đó nắng vàng rực rỡ, mây trắng muốt, giống mấy cục bông gòn to bự bay lơ lửng trên bầu trời trong xanh. Chỉ có lòng tôi là buồn rầu tan nát. Nó giống như tờ giấy trắng bị ai đó vò lại một cục rồi vụt vô thùng rác. Làm sao ở đây được, trong một căn nhà lúc nào cũng ồn ào tiếng cãi lộn và đánh nhau ầm ĩ của những người lớn kia chứ. Người lớn ở đây là ba má tôi đó. Nói ra xấu hổ thiệt mà. Tệ nhất là phải nghe bà già cằn nhằn cửa nhưỡi những lúc tôi xin xỏ đóng tiền học. Má bận rộn đủ thứ chuyện, lại còn cái tật quen miệng la lối suốt ngày, nên hễ thấy bà rảnh xíu là tôi lại nhào vô xin tiền. Tại bà cương quyết không cho nên tôi cứ phải mặc giày xin hoài. Mày học để mai mốt lớn lên làm ông gì bà gì hả? Dẹp, lo đi làm kiếm tiền. Mới sáng sớm đã thấy diễn ra cái cảnh cự cãi rần rần từ trong giường ngủ ra tới ngoài ngõ. Bà già cầm cán chổi chà rượt ông ba chạy có cờ khắp quanh nhà. Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì có thể đêm qua họ vẫn còn ôm nhau, trai trên gái dưới, vui vẻ như thường đó chứ. Vậy mà bây giờ lại bạo lực với nhau, y như hai kẻ thù vậy. Thiệt là không thể hiểu nổi mà. Nói thiệt với bà con chứ, bây giờ thì tôi hết muốn can gián rồi. Vì can có được đâu. Làm như ngày nào á, không yêu nhau lắm cắn nhau đâu, cho tóc tai rủ rượi, mặt mũi lem luốc, thì họ ăn cơm không ngon, ngủ không yên hay sao á. Tôi đứng chắp hai tay sau đít coi đánh lộn. Đại diện phụ nữ đang dưới cơ ông già, nhưng khi thấy tôi đứng làm khán giả thì bà hét lên: "Nè thằng kia, chạy u vô lấy cho tao khúc củi, tao đập thấy bà ổng coi." Tôi thản nhiên gật đầu một cái rụp: "Yes ma'am." Rồi bước nhanh ra nhà sau, cầm lên con dao phay chẻ củi bự chảng đưa má. Tôi nói: "Du chém ổng đi rồi vô tù ở." "Ê, toàn là làm gương xấu cho đám con nít không à. Tôi chán lắm rồi, không ở đây nữa." Nói xong, tôi lững thững bước vô trong, lấy cái bao gạo đã đựng sẵn mấy bộ quần áo để trên đi văn. Khi đi ngang ổng bả, theo đúng phép lịch sự, tôi cũng ráng nói lời chào tạm biệt: "Bye bye mom, dad. Quánh lộn vui vẻ nha, tôi đi đây." Đó là thời điểm giọt nước làm tràn ly, là lý do mới nhất để tôi lên đường du thủ du thực, lang bạt kỳ hồ. Nhưng tôi nhớ nhất cái cảnh ba má tôi ngạc nhiên đến nỗi tạm ngưng quýnh lộn, cùng đứng dậy há hốc mồm ngó tôi xách túi ra khỏi cửa hôm đó. Nói nào ngay, ổng bả cũng có can, nhưng can theo cái kiểu thà im đi còn hơn. "Mày mà bước ra đường là đói chết mẹ đó con, đồ ngu." Ra tới ngoài sân, tôi đứng lại tần ngần ngó mấy đứa em. Tụi nó 3-4 đứa đang ngồi lăn lóc chơi vọc đất cát, mặt mũi lem luốc. Tôi nói với con nhỏ em kế: "Mày coi em nha, tao đi đây." Nó trố mắt hỏi: "Anh hai đi đâu vậy?"
Ừ, thì tao chưa biết. Giang hồ vô định mà mày. Nếu ai nói tôi là vô trách nhiệm thì tôi chịu. Mới mười mấy tuổi đầu thì biết quái gì là trách nhiệm hả? Chuyện đó là của người lớn, ai đẻ nấy lo. Tôi hết chịu nổi ở đây rồi. Họ cãi nhau vì gì thì tôi không biết, nhưng tôi chắc lại là vấn đề tiền bạc thôi. Với má, tiền là tiên là Phật, nên cứ có lý do để gấu ó với nhau triền miên. Tôi thấy chán ổng bả, cứ diễn cảnh quạng nhau cực lực là vậy. Thế mà cứ đẻ sòn sòn năm một mới lạ. Tôi mới mười mấy tuổi đầu, nhưng phải ẵm em nhiều đến nỗi vẹo cả xương sống. Với trí tuệ mà tôi đoán là rất siêu việt của tôi biết nếu còn tiếp tục ở đây thì mai này đời tôi chẳng ra cái ôn dịch gì hết, nên đi là phải. Nhưng cũng xin nhắc cho mọi người thông cảm nha. Lúc đó tôi mới 11 tuổi hả. Nơi tôi đến đầu tiên là một xóm nghèo dưới chân cầu Bông. Những ngày nước ròng thì sình đen thui nổi lên đặc quánh, bốc mùi thúi hoắc. Mới đầu tới ở thì tôi luôn bị hội chứng mắt hoa đầu váng. Nhưng lâu ngày rồi, cho đến khi mùi sình trở nên quen thuộc thì tôi thấy cũng thường thôi. Thậm chí sau này lớn lên, cuộc đời thay đổi, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ mùi sình. Chắc tôi không giống hoa sen, mà chỉ là thứ gần bùn mà chỉ hôi tanh mùi sình thôi nhỉ. Kỳ ghê á. Lúc mới bước chân vô cái xóm này, tôi suýt bị trấn lột ngay lập tức. Đó là một cái xóm lao động nằm gần chân cầu sắt. Cư dân gồm toàn mấy tay anh chị bự và những người khốn khổ thuộc loại khố rách áo ôm bậc nhất thành phố. Chỉ trừ bà chủ nhà của tôi, tạm gọi là có máu mặt đôi chút, còn lại thì ai cũng nghèo rớt mồng tơi. Chẳng là sau khi rời khỏi nhà, tôi đi xe buýt đến thẳng nhà bà nội ở xóm Củi để xin tiền. Nội bắt ngủ ở đó mấy ngày để nghe bà răn dạy về cái tác hại và sự nhục nhã của cuộc sống đầu đường xó chợ. Lớp nữa cũng ngán ông bà già phát hiện tới lôi về, nên tôi mau mau lo biến. Đó là do tôi lạc quan nghĩ vậy thôi, chứ từ lúc đi tới giờ đã bao nhiêu năm trôi qua, chưa thấy ông bà lo lắng gì. Hình như ông bà nghĩ rằng cái thằng tôi thuộc loại con nhà nòi, trời đánh thánh vật không chết, nên cũng chẳng thèm lo lắng làm gì cho mệt. Thấy tôi nhớn nhác tìm nhà, có một thằng nhóc chắc trạc cỡ tuổi tôi, mặt mũi bậm trợn, tóc vàng hoe vì cháy nắng, nhào ra hất hàm hỏi: "Ê thằng kia, ở đâu tới đây mày?" Tôi liếc xéo nó một cái nhưng không thèm trả lời. Tiếp tục ngó giáo giác tìm nhà bà ba mập. Chẳng là bà tư bán xôi ngoài chợ cho tôi địa chỉ ở đây. Tôi hỏi nó: "Ê nhỏ, mày biết nhà bà ba không?" Nó làm như không nghe tôi hỏi gì mà cứ sớn sát sấn tới. "Ê, sao tao hỏi không trả lời mày? Muốn mập mình hả?" Vừa nói, nó vừa giơ tay định nắm cổ áo tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì có tiếng nói léo nhéo của một đứa con gái nào đó vang lên sau lưng: "Ê, định ăn hiếp con người ta hả mày?" Ồ, một con nhóc đen như cục than, y như mọi phi châu mà tôi thấy trong truyện tranh Tintin, xuất hiện đứng đó hồi nào. "Xin lỗi em nhé, hồi đó tôi thấy em đúng y như vậy." Tôi trố mắt nhìn con nhỏ. Nó là phi châu thứ thiệt chứ gì nữa. Tóc xoăn tít, da đen như đêm 30, hai hàm răng trắng ẩn, giống hệt ông bảy trà trên hộp kem đánh răng Hinos. Sau này tôi mới biết tên nó là Jenny, con gái bà ba mập. Bà có mang nó với một ông lính Mỹ đen to như ông hộ pháp. Con nhỏ có uy nhất xóm, chẳng là nó dựa hơi ông già tía của nó mà. Ở xóm này, bà ba là giàu nhất,
nhà bả xây bằng gạch, chứ không phải lợp bằng các loại bìa cắt tông hay tôn cũ ọp ẹp như mấy nhà khác. Hình như ông Mỹ Đen cho tiền bả xây thì phải. Tôi ở trọ nhà bà ba và gắn bó với cái xóm nghèo này cũng mấy năm trời. Ngoài việc chính là đi học thì tôi cũng nhập bọn với đám nhóc xóm Cầu Bông, đi bán cà rem, đánh giày và cả chuyện dắt mối dùm mấy chị mắt xanh mỏ đỏ trong xóm. Thỉnh thoảng thì cũng thắp tùng để đánh lộn đánh lạo với mấy xóm khác. Phần lớn thời gian đi bụi là tôi sống và lớn lên ở đây. Cũng có khi về thăm nhà nhưng ít lắm, chắc mỗi năm một hai lần gì đó. Nhưng mỗi lần về nhà thấy mặt mũi chầm dầm của bà già thì tôi cục hứng, lại mau mau xách đít đi mất. Ở đây vui hơn nhiều, vì ít ra ở đây còn có con Jenny luôn hồ hởi hoan nghênh tôi quay trở lại. Dân trong xóm chỉ choảng nhau với người ngoài, chứ chưa thấy quýnh lộn với nhau bao giờ. Nhưng chửi nhau hà rầm thì dĩ nhiên là có rồi. Tôi là thằng trí thức duy nhất trong cái xóm này. Sao tôi dám nói thế? Đơn giản thôi, vì ngó qua ngó lại, từ đầu trên tới xóm dưới, chỉ có mỗi mình tôi đi học. Không hiểu do đâu và từ bao giờ, tôi thấm nhuần cái câu tục ngữ: nhỏ mà không học, lớn mò sao ra, nên không dám bỏ học bao giờ. Lúc mới tới đây thì tôi cũng bị ăn hiếp đôi chút, theo đúng quy luật ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng thời gian sau, phần vì tôi ở nhà bà ba, và hơn nữa có con Jenny luôn sẵn sàng bên vực. Nó xỉ xỉ vô mặt mấy thằng du côn trong xóm với dáng điệu kẻ cả. Tụi bay mà đụng vô một sợi lông chân của nó, tao kêu ba tao đập thấy bà tụi bay, nên chẳng đứa nào dám hò hè. Có nó tôi đỡ nhiều lắm, nhưng bực một nỗi, từng có thời gian tôi bị rêu rao là dựa hơi đàn bà con gái, nên cũng hơi quê chút. Nhưng rồi tôi cũng kệ bà tụi nó, vì dù sao thời gian đầu có kẻ chống lưng thì cũng đỡ bị ăn hiếp. Còn bây giờ thì đám nhóc ở đây đã bắt đầu biết nể nang rồi. Chúng phát hiện ra nếu cần thì tôi cũng không ngại đập lộn và lì đòn chẳng thua kém bất cứ ai ở đây hết. Sau này nhiều lúc tôi còn cứ tưởng tôi là dân xóm Cầu Bông chính hiệu nữa đó. Con Jenny thường hay giấu bà ba để dành đồ ăn cho tôi. Có gì ngon là nó cất riêng. Thấy tôi đi học về, nó lục tục mang lên gác. Thiệt ra nếu không có đồ ăn của Jenny cho thì tôi chuyên trị cơm nguội, rau muống luộc, chấm với hột vịt luộc dầm nước mắm kinh niên. Nhất là nhờ nó mà tôi được ăn sô-cô-la đều đều. Mới đầu thì tôi cũng không có ngại ngùng gì đâu, con nít nhỏ mà, cái gì ngon mà không khoái. Nhưng mỗi ngày mỗi lớn thì tôi cũng thấy mắc cỡ, nên e ngại dần và biết giữ gìn ý tứ hơn. Tôi sợ bị mang tiếng ăn bám đàn bà con gái, nhất là với một con nhỏ lai Mỹ Đen. Thật ra dù ở trong xóm Cầu Bông, nhưng khi đi học thì đố ai biết tôi xuất thân từ trong hang ổ của mấy anh em giao búa. Có lẽ vì tôi vẫn giữ cái nếp con nhà lành trong cách ăn nói lễ phép và quần áo sạch sẽ thẳng thớm, lại thêm mặt mũi hiền khô, nên ít ai hiểu bên trong thằng tôi là một tên nhóc du côn bậm trợn. Chỉ khi nào tôi nổi nóng mà lỡ nhã ngọc phun châu thì mọi người mới hết hồn té ngửa. Nhớ có lần con Jenny nhân tiện đi đâu đó nên ghé ngang trường đón tôi cùng về. Nó đứng đợi ngay cổng, nhìn nó đang xách cái giỏ cói, người ta tưởng là mấy con nhỏ lai bán hột vịt lộn. Thấy tôi ra, nó chạy lại nắm tay: tao đi ngang nên ghé rủ mày cùng về. Tôi hơi mắc cỡ nên nói nhỏ: ừ, nhưng buông tay ra đi, dung văn dung vẻ vậy kỳ quá. Nó phụng phịu dậm dậm chân. Có mấy con nhỏ học cùng trường đang đứng tụ tập gần đó, nhìn thấy hai đứa tôi một trắng một đen nắm tay nhau nên lấy làm lạ. Có một con ngoác mồm tru lên: sợ ơi, mặt mũi bảnh bao vậy mà cặp với một con Mỹ Đen thui như cột nhà cháy thấy gớm.
Cả đám hùa nhau cười như nắc nẻ. Jenny quê quá, mặt nó đen vậy mà tôi thấy đỏ ửng lên phừng phừng, mới ghê chứ. Tôi nắm tay nó kéo sát lại gần, còn tay kia xỉ xỉ vào mặt mấy con kia. Ê, mấy con ngựa kia, tụi mày ăn ở không ngứa miệng hả? Bản mặt tụi bay chỉ đáng xách dép giặt đồ cho nó thôi nha. Đi chỗ khác, còn đứng đó tao đá chết mẹ. Cả đám kinh ngạc chết lặng và im thin thít, tản đi mất. Còn tôi thì hân hoan dắt Jenny cùng nhau ra về. Con nhỏ Jenny ngước mặt nhìn tôi, cười sung sướng vì lần đầu được tôi bên vực. Một lần khác, vừa mới đi học về tới đầu hẻm thì tôi thấy Jenny đứng thút thít khóc ở đó từ hồi nào. Tôi vội chạy lại hỏi, sao vậy Jenny? Nó vừa méo máu vừa nói, tụi nó chọc phá tao, nói tao là con mỏi đen cà răng căng tai. Rồi nó khóc hù hù. Trời đất, đứa nào? Nói tao nghe. Nó kể lúc nãy đi chợ về bị đám nhóc ở xóm nhà thờ ném đá túi bụi. Thằng cầm đầu là Tám Sức còn đuổi theo kéo bím tóc của Jenny giật ngược ra đằng sau, làm nó té trầy hết cả hai đầu gối. Chỉ có một mình không làm gì được nên nó cố bỏ chạy về đây đứng khóc và chờ tôi. Tôi vội vàng vô nhà cất cặp rồi chạy ra huy động đám nhóc cùng xóm kéo nhau đi trả thù cho Jenny. Tôi nói với nó, nín khóc đi Jen, tao qua đó dẹp tan xóm nhà thờ thành bình địa. Tao sẽ làm cho thằng Tám Sức bị sức trở lại như cũ. Chịu không? Nín đi hang. Chẳng là cái thằng này bị sức môi, nhưng đã được phẫu thuật vá lại nên cũng tạm hết sức rồi. Nhưng nickname của nó thì vẫn chết danh là Tám Sức. Kết quả là sau một màn viễn chinh quậy tung cái xóm trên, thằng Tám Sức bị tôi thoi cho mấy cú vụ mỏ, cho chừa cái tội chọc ghẹo Jenny. Còn tôi thì cũng bị rách quần và trặt tay cả tuần mới hết. Mấy ngày sau, Tám Sức tình cờ đụng mặt tôi trên cầu bông. Nó vờ như không thấy, rồi lấm lét lủi mất. Nhưng tôi thì trông rõ cái mỏ của nó vêo lên như mỏ con cá chùi kiến. Có lần khi tôi đang học bài vào buổi tối, Jenny mò lên gác ngồi kế bên, tay lật lật mấy cuốn sách. Nó hỏi, ê Nguyên, đi học có khó không? Tôi lắc đầu, dễ ợt hà. Nó hỏi tiếp, vậy trong lớp mày đứng hạng mấy? Tôi đáp với vẻ hãnh diện, nhất nhì ba gì đó. Đợt rồi quýnh nhau với thằng Tám Sức, tao bị trặt tay, không viết bài được, phải nghỉ học cả tuần nên rớt xuống hạng năm. Tôi nói thêm, nhưng tháng này tao đứng nhất lại rồi. Nó khen, mày giỏi quá à. Tôi tò mò hỏi nó, sao mày không đi học? Nó ngạc nhiên ngó tôi và hỏi lại, tao cũng không biết nữa, mà mày thấy ở đây có đứa nào đi học đâu. Rồi nó ngồi yên tư lự, không biết trong đầu nó nghĩ gì nữa. Chợt nó vịnh cánh tay tôi nói, ba tao sắp về Mỹ rồi, ông nói không biết chừng nào mới quay lại. Tôi nhìn nó hỏi, mày buồn hả? Jenny gật gật, nhưng rồi mặt nó tươi lại ngay. Nó nói, mai mốt có thể tao qua Mỹ với ba, mày đi không? Sao đi được? Nó nhìn tôi cười toe toét, tao cưới mày. Tôi nhìn nó chưng hửng, cưới con nhỏ này hả? Má ơi, tôi không dám nghĩ tới chuyện tày trời đó. Tôi ngớ ngẩn hỏi, tụi mình con nít mà cưới cái gì? Nó đập tay vào vai tôi, tao nói là mai mốt á. Tôi nói giỡn với nó, ừ cũng được hen, nhưng rủi tôi cúp điện sao tao nhìn thấy mày. Con nhỏ vô tư đùa lại, thì tao cười lên là mày thấy tao liền hà. Tụi tôi cười hi hi vang cả căn gác. Chiến tranh ngày một lan rộng,
Nhưng ở cái xóm nhỏ trong thành phố Sài Gòn này thì không khí vẫn êm đềm, bình yên như mọi ngày. Ba Jenny là một ông lính Mỹ đen cao lớn dền dàng. Jenny gọi ổng là Bill. Nó kể ổng đã có vợ con bên Mỹ. Mỗi tuần một lần, Bill về xóm ở với mẹ con nó một ngày. Hình như trong đợt luân chuyển của quân đội Mỹ sắp tới, Bill sẽ đến thời hạn phải hồi hương. Con Jenny hay đem ba nó ra làm ông kẹ để hù đám nhóc. Nhưng thật ra Bill rất thân thiện và hiền khô. Gặp ai trong xóm, ông cũng giơ tay chào hello và rất hay cho kẹo đám con nít. Không biết Jenny kể gì về tôi mà có lần Bill đòi bắt tay rồi nói: "You are a good boy. Thank you." Tôi chỉ cười nói lý nhí: "You are welcome." 2 tháng sau thì ba Jenny trở về Mỹ. Nó kể rằng ba nó hứa là sẽ lo làm thủ tục để đưa mẹ con nó qua đó. Trong có hơn 2 năm mà con Jenny lớn nhanh như thổi. Hồi mới tới đây, tôi với nó đứng cao bằng nhau. Thế mà bây giờ nó đã vượt lên hơn tôi gần một cái đầu. Đi chung với nó, nhiều khi tôi thấy quê quê. Nhưng con nhỏ vẫn cứ quấn quýt bên tôi mỗi khi có dịp. Nhiều lúc nó có những cử chỉ quá tự nhiên đến nỗi khiến tôi phát ngượng. Jenny thích biểu lộ sự vui vẻ phấn khích bằng cách ôm tôi cứng ngắc, làm như tôi cũng là con gái giống nó vậy. Tôi thấy con nhỏ này chỉ lớn xác, chứ tâm hồn đầu óc của nó còn con nít lắm. Jenny vô tư vẫn giữ cái thói quen kỳ cục là đến trường tìm tôi mỗi khi nó muốn. Còn tôi riết rồi thấy chuyện đó cũng thường. Tôi không còn ngại ngùng khi bạn bè trong trường thấy Jenny. Có lần một thằng lớp khác hỏi tôi theo cái kiểu châm chọc: "Ê, mày khoái gái da đen hả cu?" Tôi trừng mắt. Mẹ không muốn rớt hết răng thì ngậm cái mõm thúi lại. Thấy tôi hung dữ nên tụi nó co vòi im hết. Thật ra tôi không còn nhớ đến màu da của Jenny. Nó là nó, một con nhóc thân thiết ở chung nhà. Đến tuổi dậy thì con nhỏ ngày càng xinh đẹp. Nếu màu da của nó sáng như tôi nghĩ nó còn xinh hơn cả ngàn đứa con gái khác mà tôi từng thấy. Nhưng thật lòng mà nói, tôi thấy Jenny đẹp. Màu da của nó đen bóng, vóc dáng khỏe mạnh, lanh lợi. Nếu nó là một đứa da trắng hay vàng thì nó đâu còn là con bé Jenny mà tôi biết. Có lẽ tôi sẽ không thích như thế. Có một nhân vật cũng rất quan trọng tôi muốn nói đến. Đó là bà ba chủ nhà, mà mọi người thường hay gọi là bà ba mập. Theo tôi thấy thì bà cũng không mập gì lắm. Người ta gọi như vậy chắc là vì bà có dáng người to lớn bệ vệ đôi chút. Nhưng không đô con thì sao xứng với ông chồng Mỹ chứ nhỉ? Bà ba làm nghề cho vay tiền góp với mua bán ngoại tệ. Nhờ bà làm nghề này mà mỗi ngày một khá lên trông thấy. Nói chuyện với tôi, bà hay kêu con, xưng cô nghe ngọt xớt. Một hôm, bà ba gọi tôi lại hỏi: "Cô nghe Jenny nói con học giỏi lắm phải không?" "Dạ, cũng được được ạ." "Cô thấy con nói chuyện với ba Jenny khá lắm, nên cô muốn nhờ con dạy tiếng Anh cho nó, được không?" Tôi thấy hơi e ngại nên e dè trả lời: "Dạ, con cũng đang học, chứ không giỏi đâu ạ." "Kệ nó, coi như Jenny học theo con. Con cứ dạy những gì con biết, nó học được chút nào hay chút nấy. Chứ tối rảnh tụi bay chỉ chạy chơi lông nhông ngoài đường, chẳng có được tích sự cái gì hết." "Dạ." "Mỗi tối con dạy nó học trong 1-2 tiếng gì đó. Cô miễn tiền nhà cho mày, chịu không?" "Trời, chịu quá đi chứ. Khỏi đóng tiền nhà thì sao mà không chịu." Thế là cứ tối tối con Jenny lò dò lên phòng tôi học tiếng Anh. Mà tôi cũng không ngờ nó siêng học như vậy. Ăn cơm xong vài phút đã thấy cái mặt nó ló ra ngay cửa.
nói học 1-2 giờ, chứ thật ra nó gần như ở lì luôn tới khuya. Có khi học xong, nó không chịu xuống nhà, mà trèo lên giường nằm coi tôi học bài rồi ngủ quên luôn tới sáng. Nhắc nó xuống nhà mấy lần mà nó không chịu nghe nên tôi thay kệ. Riết rồi, tôi có cảm giác là hình như nó cũng muốn ở luôn trên phòng tôi thì phải. Jenny khá thông minh, mau nhớ và nhớ dai, nên tôi dạy nó khỏe ra. Nó lại tự giác học bài, chứ không để tôi nhắc nhở, nên tôi rất hài lòng với con nhỏ học trò bất đắc dĩ này. Thời gian sau này, tôi cũng hay về nhà ba má. Càng lớn, tôi càng ý thức hơn về sự gắn bó với gia đình. Nhưng biết sao được, trong tôi không thể bình thường như bao nhiêu người khác. Ở nhà được vài hôm thì lòng tôi lại bị thôi thúc với ý muốn trở về với xóm cầu bông. Tôi quen với sự có mặt của Jenny, quen với khung cảnh lộn xộn ở đó. Ủa, ở nhà ba má tôi cũng lộn xộn không kém mà nhỉ. Thế là tôi lại xác định quay lại với cái thế giới riêng của tôi, nơi xóm trọ. Năm lên lớp 10 thì tôi bận học nhiều hơn, gần như hết hẳn chuyện tụ tập lang thang đi quýnh lộn cùng với đám bạn du côn trong xóm. Tụi nó tôn trọng cái lý do bận bịu học hành rất quan trọng này của tôi, nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận, mà chẳng có đứa nào dám quấy rầy. Con Jenny ngoài việc phụ lo công việc với mẹ thì lại càng ở gần bên tôi nhiều hơn. Chuyện nó vậy thì trở thành thiếu nữ, không hề ngăn cản mỗi tối nó vẫn mò lên phòng, nằm gác chân lên đùi tôi, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Nó đã phát tướng cao lớn giống hệt ba nó, cao hơn hẳn tôi một cái đầu. Vậy mà lâu lâu nó vẫn rủ rê: đi thu tiền với Jenny không? Đi một mình Jen sợ. Tôi nhìn nó thấy mắc cười. Nhìn tướng nó ai mà dám đụng tới nhỉ? Không biết nó sợ gì nữa. Một lần, Jenny nhờ tôi chở đi thu tiền góp bằng xe đạp. Trên đường về thì hai đứa mắc một cơn mưa lớn làm ướt loi ngoi. Trước đó do đang bị cảm cúm chưa khỏi, nên bữa tối tôi lên cơn sốt nằm vật vã, rên hừ hừ. Con Jenny sợ trán tôi rồi lẩm bẩm: năm nhi chi chí gì mà yếu xìu. Tối đó, sau khi cạo gió cho tôi xong, nó xuống nhà nấu cháo hành mang lên bắt tôi ăn bằng được. Nó bảo: ráng ăn cho hết, khỏe thì mới mau khỏi. Dù đang sốt hừng hực, tôi cũng ráng nói đùa: cháo hành của thị nở phải không? Jenny trố mắt ngạc nhiên hỏi: thị nở nào? Jen nấu mà. Tôi phì cười văng cả cháo ra ngoài, rồi lảng sang chuyện khác. Ăn xong tôi nằm nghỉ, còn nó ngồi kế bên, tựa lưng vào thành giường, nói chuyện huyên thuyên như thường lệ. Do mệt nên tôi nằm nhắm mắt nghe nó nói, rồi thiêu thiêu ngủ quên lúc nào không biết. Đến nửa đêm giật mình thức giấc thì thấy Jenny đang nằm bên cạnh, một tay quàng qua bụng tôi, ngủ say sưa không biết trời trăng mây nước gì hết. Bà ba mập biết rõ sự gần gũi thân thiết của hai đứa, nhưng không hiểu sao chẳng thấy bà rầy la hay nhắc nhở gì con gái. Còn riêng tôi thì thú thiệt, tôi thấy hết sức bình thường, vì hình như cho đến lúc này tôi vẫn không coi nó là con gái thì phải. Nhưng Jenny thì không thế. Hôm thông báo với tôi về việc sắp đi phỏng vấn ở tòa đại sứ Mỹ để chuẩn bị xuất cảnh đoàn tụ với ba, thì nó khóc rưng rức. Dĩ nhiên sắp rời xa nó thì tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng làm mặt tỉnh bơ, tôi hỏi: đi Mỹ vui vậy mà khóc gì? Nó thúc thích nói: Jenny không vui. Rồi nó hỏi lại: Jen sắp đi rồi, Nguyên không thấy buồn chút nào hả? Ừ, cũng có. Xạo. Lần này Jenny xuất cảnh có một mình, còn bà ba thì bị ở lại vì trục trặc vấn đề hôn thú với Bill chưa giải quyết được. Ông này còn gặp rắc rối chuyện vợ con ở bển. Đêm trước ngày Jenny lên đường hai hôm, ngồi trên giường trong phòng tôi,
Nó tuyên bố: từ đêm nay cho tới lúc đi, Jane lên đây ngủ với Nguyên ha. Không sợ bà ba la hả? Má không có la mà, bộ Nguyên không thích sao? Thích chứ. Thấy tôi có vẻ miễn cưỡng, Johnny buồn xo. Ngồi im lặng một lúc, bất ngờ nó nhắc lại câu nói hôm trước: mai mốt Jane về đây cưới Nguyên nhé. Nhìn mặt nó khẩn khoản chân thành, tôi biết nó nói thật chứ không phải hứa xạo, nên tôi gật đầu đại: ừ. Johnny vui hẳn lên, đưa ngón tay trỏ ra đòi móc ngoéo: đứa nào nói láo chết, Nguyên biết rồi. Thật ra lúc đó cảm giác trong tôi rất phức tạp. Con bạn thân thiết nhất vẫn còn ở đây kế bên tôi. Sự chia cách nếu có cũng còn chưa tới. Tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc mới lớn, nên nỗi buồn hình thành và len lỏi thật chậm chạp, gần như không thấy gì ghê gớm. Jenny cứ nói tôi là đồ vô tri vô giác. Nó xỉ xỉ ngón tay vào mặt tôi hăm he: mai mốt Jane đi rồi, Nguyên ở đây không được quen nhỏ nào khác đâu nha. Tôi cũng nói chắc như đinh đóng cột: đóng rồi mai mốt nhổ ra mấy hồi. Nhớ rồi, Nguyên hứa không quen ai hết. Đến nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi thấy chân mỏi nhừ vì bị Jenny gác cái đùi đè lên. Nhỏ này theo thói quen cứ thích quàng tay qua bụng và áp mặt vào má tôi. Vậy mà nó ngủ ngon lành mới hay chứ. Qua ánh đèn chụp mờ ảo, tôi thấy cái áo ngủ rộng cổ sọc sạch của nó trễ xuống, để lộ gần như cả bộ ngực khỏe mạnh ngay trước mắt. Hình ảnh đó khiến tôi như muốn nghẹt thở. Tôi chợt tỉnh hẳn người vì cảm giác ham muốn dâng lên một cách kỳ lạ chưa từng có. Hai đứa chơi với nhau bao nhiêu năm, nhưng hình như có bao giờ tôi coi nó là con gái đâu nhỉ. Lần đầu tiên, cảm xúc giới tính khiến tôi hoang mang và thấy khó chịu. Sự cựa quậy của tôi cũng làm Jenny thức dậy. Tự nhiên nó buông tôi ra và hỏi nhỏ: Nguyên sao vậy? Tôi ấp úng nói: không có gì, ngủ lại đi hen. Nó nhìn tôi đăm đăm một lúc, rồi ôm choàng lấy tôi, hôn lấy hôn để lên mặt, lên môi. Con nhỏ làm tôi gần như muốn phát điên lên vì cảm giác rạo rực ghê gớm xâm chiếm. Tôi biết tụi tôi sắp làm gì đó vượt quá giới hạn mà chính tôi cũng chưa thể hiểu rõ nó là gì. Tôi chụp lấy hai bàn tay Jane đang hấp tấp kéo quần của tôi xuống. Đừng Jane, không được đâu. Nó sững lại rồi vùng vằng nói: không, Jenny muốn. Jane muốn là của Nguyên. Lúc này tôi đã hơi bình tĩnh trở lại. Tôi ôm lấy vai Jenny và kéo nó ngồi dậy. Không được đâu Jane, tụi mình còn nhỏ mà. Jenny chợt bật khóc như mưa. Tiếng nó khóc hu hu càng lúc càng to, khiến tôi phát hoảng. Phải vội lấy tay bịt miệng nó lại để ngăn tiếng khóc, có thể làm bà ba dưới nhà thức giấc. Phải một lúc lâu nó mới chịu nín, nhưng vẫn cứ ức ức mãi không thôi. Từ lúc đó, hai đứa thao thức tới gần sáng. Jenny cứ nằm ôm tôi, rồi trườn lên người tôi, hôn khắp mặt mũi. Nó nói mai mốt qua đó, không biết thiếu tôi nó có sống nổi hay không. Nó đi rồi, không biết ở lại đây tôi sẽ chơi với con nhỏ nào khác. Lảm nhảm tới đó khiến nó lại khóc to hơn, làm tôi cứ phải thỉnh thoảng che miệng nó lại. Tôi nằm yên lặng buồn bã và để mặc cho Jenny khóc lóc kể lể rất lâu. Phải đến gần sáng thì nó mới chịu ngủ thiếp đi trong nước mắt. Tối hôm sau thì nó không lên phòng tôi ngủ như đã tuyên bố. Dù có hơi buồn buồn, nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vì tôi hiểu rằng không biết mình có thể giữ được sự cương quyết như đêm trước hay không nữa. Buổi sáng hôm Jenny rời Việt Nam thì cả xóm cùng đi tiễn nó ra tới tận phi trường Tân Sơn Nhất. Khi tôi đẩy vali của Jane đến cửa vô phòng đợi,
thì nó cầm tay tôi nói nhỏ: "Phải chờ em nha, em sẽ quay về đây cưới anh." Rồi khóc hu hu khiến mọi người hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì. Vài ngày sau khi Jenny đi rồi, tôi cũng rời khỏi xóm cầu bông để quay về nhà. Thật ra thì tôi cũng không ở nhà quá lâu. Mọi người biết rồi đó, cuộc đời tôi gắn liền với cuộc sống lang bạt cho đến khi lập gia đình. Nên tôi đã lại rời khỏi nhà ba má một tháng sau đó. Trong thâm tâm, tôi biết rõ mình không có xem Jenny như một đứa con gái mà tôi yêu. Với tôi, nó chỉ là một con bạn khác giới, thân thiết hơn những đứa bạn khác. Nhưng cũng có thể xem nó như một mối tình đầu, thời thơ dại. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa khi nào quên những kỷ niệm mà chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ một giai đoạn cuộc đời gắn liền với cái xóm nghèo đầy tình nghĩa thuở ấy. Trước khi kết thúc câu chuyện này, tôi xin kể thêm một chút đoạn cuối để mọi người theo dõi, khỏi ấm ức. Năm 2002, tức là tới 30 năm sau, Jenny mới quay trở lại Việt Nam để chịu tang mẹ. Bà ba mập, không đi theo con gái. Bà vẫn ở lại đây và sống vui vẻ cho đến khi mất. Tôi vẫn thỉnh thoảng ghé thăm và bà rất vui sướng vì thấy tôi vẫn nhớ tới bà. Ngày gặp lại Jenny, bây giờ là một bà Mỹ to béo, bệ vệ. Nàng không còn giống chút nào với Jen của tôi ngày xưa. Gặp tôi, Jenny đứng sững, lặng yên một lúc lâu. Sau đó nàng ôm chặt tôi và khóc. Nàng nói: "Trời ơi, 30 năm rồi, mà sao anh không thay đổi chút nào hết vậy?" Nhưng tôi để ý thấy nàng không hề nhắc gì tới lời hứa của nàng vào cái ngày ra sân bay năm đó. Còn tôi thì cũng im luôn, không hề nhắc lại.